Vâng, đúng là một giải đấu rất đáng chờ đợi cho những người yêu thích bóng chuyền tại Việt Nam. Và sau đây để tiện theo dõi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lịch thi đấu cụ thể của giải đấu này. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tô Nòa Sen năm 2019 với vòng bảng sẽ thi đấu từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 8. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận tại vòng bảng, lần lượt gặp đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa và câu lạc bộ Altay của Kazakhstan vào ngày mùng 3 tháng 8 và ngày mùng 5 tháng 8. Các trận đấu tứ kết, bán kết và chung kết của giải sẽ lần lượt diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 8. Trang web thể thao.vtv.vn và ứng dụng VTV Sports sẽ cùng tường thuật trực tuyến toàn bộ các trận đấu cũng như cập nhật các thông tin bên lề hấp dẫn của giải đấu năm nay.